Chào các bạn, trong video này thả theo yêu cầu của một bạn xem kênh YouTube của mình. Ở nhà bạn đó có rất nhiều cái ballast điện tử. Cái ballast điện tử này là cái hoặc là cái gọi là cái chấn lưu điện tử. Thì những cái ballast hay chấn lưu điện tử này á, nó thường có trong đâu? Trong mấy cái đèn huỳnh quang nè các bạn. Nè, đèn dài huỳnh quang 1m2 hoặc là 0.6m á. Hoặc là đèn công bắc chứ U, mấy cái đèn này nè, cái đèn công bắc 4U nè, thì trong những cái đèn này có đều có hết nha, loại lớn loại nhỏ tùy công suất nha các bạn. Thì sau đây mình sẽ tháo ballast điện tử hoặc là cái tăng phô điện tử chấn lưu để xem bên trong này nó có cái gì và những cái linh kiện nào nó hay bị hư hỏng nhất. Đây mình tháo cái vỏ ngoài ra nha các bạn. Đó, cái này là cái ballast điện tử nha các bạn. Nhiều bạn á, mua sẵn ngoài thị trường nó có bán nha. Nó cái giải công suất làm việc của nó là 18W đến 40W nha các bạn. Điện áp làm việc là 220V AC ngõ vào, tần số 50Hz. Nè, đây là cái cách đấu nối của ballast điện tử luôn nha. Để mình nói sơ qua cái cách đấu nối nha các bạn. Đây nè, ballast điện tử có hai cái chân ngõ vào là chân AC nè, có hai cái dây, tổng số hai dây ngõ ra, hai bên nó là 4 dây nha các bạn. Đây hai cái dây ngõ vào của nó AC 220V ha. Đó, 4 dây nè, hai cái dây này nối với hai cái đầu đèn nha. Đây là một cái đuôi đèn của nó nha. Thì mình nối sao? Nối đây nè, nối hai bên nè các bạn. Thì nó có bên cái máng đèn á, nó có hai cái dây đó mình bắt lên á. Thì cái này nào nó sẽ gá vào hai cái đầu bên đây nè. Tương tự như cái bên còn lại. Nó cũng gá vô cái đuôi đèn còn lại của cái bóng đèn là 1m2 ha. Trước tiên á, mình sẽ đi về cái sơ đồ khối của nó nha các bạn. Đây là cái sơ đồ khối của nó. Cái nguồn vào AC 220V nó sẽ đi qua cái mạch chính lưu dùng 4 diode. Đây, cái dây nguồn ngõ vào 220V nó được chỉnh lưu bằng 4 con diode mắc dạng dạng cầu 1N4007. Nó sẽ tạo cái điện áp ngõ ra là khoảng 310V DC ha. Thì nó có cái thang tụ lọc nguồn đó bạn. Ở đây hai con có hai con, còn một số mạch đó giống như cái đèn compact nè. Đây chỉ U á, bên trong chỉ có một con tụ lọc nguồn thôi. Từ cái mạch chính lưu này á, đưa qua đây sẽ có hai con chain store nó tạo xung ha. Đây là cái mạch tạo xung của nó nha các bạn. Dùng hai con, một trong hai con là 13003 hoặc là 13005. Thì đối với những đèn mà công suất lớn á, thì nó dùng 13005 nha các bạn. Còn những đèn công suất nhỏ hơn á, thì nó dùng 13003. Đây là vị trí hai con chia to, nó nằm trên bo luôn, mạch luôn nha các bạn. Hai con này hoàn toàn giống nhau nha. Nè các bạn nhìn thấy không, 13003 hai con hai bên luôn. Hai con chain saw này nó nằm trong một cái mạch gọi là mạch tạo xung nha các bạn. Rồi tiếp theo á, nó nhờ cái biến áp xung nè, cái cuộn dây nè, để nó tạo thành cái mạch nghịch lưu. Cái mạch nghịch lưu là sao? Nghịch lưu á là nó chuyển từ DC nè, cái dòng DC nó sang AC,
nó tạo thành nguồn AC khoảng tần số là khoảng 20 đến 50 kHz nha các bạn. Là nó nhờ biến áp xung nè, rồi cuộn dây nè, rồi tụ điện nè, nó sẽ tạo thành cái điện áp AC tần số là 20 đến 50 kHz cấp cho hai đầu đèn ha. Ngoài ra trên bo mạch đó nó còn một số con điện trở nha các bạn, một mấy con để đường ra phân cực cho cực B của chanh to này nè. Rồi nó kết hợp với mấy cái tụ á để nó tạo thành cái hằng số nạp xả kích xung cho mấy con chanh to này hoạt động ha. Ở đây các bạn lưu ý cho mình á, mình gọi tên là cái con T1 nha các bạn. T1 là cái biến áp xung ha. Đây là biến áp xung nha các bạn. Ở đây là cái lõi hình xuyến, lõi này là lõi ferric nha, có 3 cuộn dây là tổng số có 3 màu luôn các bạn. Ở đây mình có thể thấy nè, một cái màu đỏ nè, cuộn dây màu đỏ, cuộn dây màu xanh lá nè, và cuộn dây màu vàng, là 3 màu ha. Còn đây á là cái cuộn T2 nha các bạn, như T2 à. Còn hai con chanh to này á, nó có nhiệm vụ là nó kích, nó dẫn, nó tạo xung cho cái biến áp xung T1. Từ đó T1 á, nó cũng kích vô một chân B của một con chanh to cho nó dẫn luôn nha. Thì nói chung á, hai con chanh to này á, nó sẽ dẫn luân phiên với nhau, nó tạo thành cái dòng xoay chiều bên cái biến áp xung này. Thì nó nhờ cái cuộn dây với cái tụ điện nè, để nó cộng hưởng, nó tạo cái điện áp khá lớn lúc mà khởi động cái bàn cấp nguồn vô á, là nó sẽ bật lên cái điện áp đầu vào của nó, của hai cái đầu dây này nè, nó tầm là khoảng 700V trở lên nha các bạn. Đến đỉnh đó nó thay như cái con chuột bên cái đeo ballast bình thường á. Những trong cái đèn thế hệ cũ đó, các bạn chứng lưu á, nó cần có những con chuột như thế này để nó start up, là nó nói chung là để khởi động lên nha, tại vì cái con này cái con chưa tụ mồi nó sẽ phóng điện. Còn ở đây á, nó không dùng con chuột nữa mà nó dùng bằng mạch điện tử nè, nó nhờ dùng cuộn dây nè, tụ điện vào cái biến áp xung á, nó tạo thành một cái mạch cộng hưởng để mà nó kích cái điện áp hai đầu này, nó lên khoảng 700V trở lên, điện áp AC nha các bạn. Cái tần số của nó là 20 đến 50 Hz ha. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi tiến hành sửa chữa cái ballast điện tử này như thế nào nha các bạn. Thứ nhất á, các bạn có thể kiểm tra một cách đo nguội nha. Các bạn kiểm tra 4 con diode 4007. Ở đây mình dùng một cái đồng hồ nha các bạn. Các bạn dùng cái đồng hồ kim, một đồng hồ số ha. Mình chỉnh chuyển thang đo diode ha. Kiểm tra từng con nha các bạn. Đây các bạn nào mà chưa biết hay mới sửa, bắt đầu sửa, à, các bạn đo nè. Một chiều diode á là lên giá trị khoảng 500 mấy á. Một chiều là không lên ha, cái này chiều này không lên nè các bạn đảo ngược chiều qua đo lại. Đây nè, lên khoảng 530 ohm nha các bạn. Tương tự các bạn lần lượt các bạn kiểm tra tất cả con diode còn lại trên bo mạch luôn. Các bạn không nên tháo chân ra nha, tại vì cái này các bạn kiểm tra sơ bộ là các bạn biết là cái cầu diode này nó có bị chập hay không. Tại vì cái diode này nó sẽ chỉnh lưu cái nguồn 220V AC sang cái nguồn 310V DC.
Nhớ đo đo thuận đo ngược nha, đảo chiều quay đo lại cho mình. Đó là khoảng 500 mấy nha các bạn. Là tốt ha. Diode nó tốt. Rồi, một chiều lên, một chiều không lên. Như vậy đó là cái điện áp đầu vào của sơ đồ khối nè các bạn. Nhìn vào sơ đồ khối các bạn dễ sửa hơn ha. Nguồn vào 220V AC, qua mặt chính lưu là ok. Bước này đã có xong rồi. Rồi tiếp theo các bạn kiểm tra cái mạch tạo xung. Dùng hai con Jetstar 13003 và 13005 ha. Ở đây các bạn cũng chuyển thang đo diode luôn. Trên đây các bạn có chân B, chân E, chân C. Thì các bạn kiểm tra bình thường. Các bạn đặt vô cái chân B, chân E với chân C, chân E. B, E, C, E. Rồi các bạn đảo chiều quay đo lại nha. Rồi cái con này bị chết nha các bạn. Nè, chân B chân C của nó. Mình đo chân B chân C thì nó bị chập. Nó còn khoảng 54 ohm thôi. CE thì không có nữa. BE cũng vậy. BE đo thuận đo ngược thì cũng không có lên giá trị, là bị đứt nha. Cái con bên đây cũng tương tự, nó bị chết hai con luôn nha các bạn. Đấy, các bạn nói chân B, chân E. BE của mình đó là 0.38 ohm. Đo thuận đo ngược vậy các bạn, chứng tỏ là nó bị chập, bị đứt nha. Các bạn có thể quan sát. Đồng thời các bạn nhìn ở đây nè, nó có vết nè các bạn. Nó cháy nổ, chập cháy nổ nè. À, nó bị chập hai con, đứt hai con luôn nha. Đây dấu vết cháy của nó nè. Thì đối với những trường hợp mà các bạn đo kiểm tra hai con chén to này, con nào hư thì các bạn thay nha. Thông thường trong mạch đó, nó chỉ hư một con thôi nha các bạn. Rồi đối với đèn compact này nè, đèn chữ U á, ở trong đây cũng có hai con luôn. Thông thường nó chỉ hư một con thôi, còn con còn lại còn sống. Còn đối với đèn này á, thì nó bị chập, nó bị cháy hai con. Thì những trường hợp gì nó bị nặng quá thì nó bị đứt luôn hai con này nha các bạn, bị cháy. Đa phần nhiều nhất là bị cháy nha. Rồi tiếp theo á, khi mà các bạn thay vô, các bạn kiểm tra luôn cái mấy con điện trở nè. Tùy đây là những cái điện trở phân cực cho mấy con chanh to nè các bạn. Các bạn kiểm tra nha, con nào hư cháy gì á, các bạn thay thế cho mình luôn. Như vậy là rất đơn giản nha các bạn. Trong mạch đó, các bạn chỉ kiểm tra với con mấy con diode nè. Rồi hai con chanh to này đây. Còn đối với mặt kịch lưu á, nó dùng tụ nè, mấy cái tụ này ít hư nha các bạn. Tụ này ít khả năng hư. Rồi cuộn dây cũng hiếm đi hư. Đặc biệt là biến áp xung nè. Biến áp xung này có 3 cuộn dây á. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Là mấy cái lấy sợi đồng này nó ít khi bị cháy đứt nha các bạn. Nói chung là hiếm bị khi bị hư. Nên các bạn không còn quan tâm mấy cái mạch. Các bạn chỉ có, đối với cái ballast, nguồn ballast chống lưu điện tử này á, các bạn chỉ quan tâm cho mình mấy con diode nè. Rút đầu vào rồi mấy điếu trên mặt nè. Rồi hai con chanh to 13003 hoặc 13005. Rồi đồng thời là mấy con điện trở phân cực cho nó thôi. Chứ còn mấy tụ này, mấy tụ cũng ít khi hư nha các bạn. Nhiều khi á mấy cái tụ là tụ nguồn á, nó bị phồng, bị phù lên á, thì các bạn lấy
thay giá trị cùng loại ha. Mình giả sử đi, cái giá trị này khoảng 10 mi 400 V DC, thì các bạn thay bằng đúng giá trị của nó 10 mi 400 V DC thôi. Nói chung ở trong cái bo mạch này á, nó hư nhiều nhất á là hai con chan to này. Thông thường á thì chỉ có một con chết thôi, mà một trong một số trường hợp á là hai con chết luôn nha. Thì cái mạch dao động á, cái hai con chan to này à, nó nằm trong cái mạch tạo xung ha. Hai con này á, nó hoạt động liên tục. Thì nó làm việc với tần số rất cao nha các bạn. Đồng thời nó có màu nóng ha. Thì đối với những cái mạch này á, là nó cần phải có tản nhiệt nha các bạn. Là những cái con 13005 nè các bạn, có cái đế tản nhiệt nha. Thì các bạn gắn cái đế tản nhiệt vô á, là nó giảm bớt nhiệt độ cho IC. Con chanh to này, con sò này thì nó ít làm hư chanh to. Nói chung nó giảm rất nhiều nha. Thì mấy linh kiện điện tử á, nó chịu ảnh hưởng nhiệt độ là khá lớn á. Tại vì đây là các linh kiện điện tử nên nó rất nhạy về nhiệt nha các bạn. Nhiệt độ càng cao á, nó dễ càng bị chết nha. Rồi đây á, là cái chứng lưu điện tử hay cái ba lát điện tử của cái đèn con mắt chữ U nha các bạn. Cũng có một số tụ nè, bỏ ra. Rồi hai cái dây của cái tim đèn nha các bạn. Rồi các bạn nhìn bên đây nè. Rồi nó cũng có cái, đây là cái lõi hình xuyến ha, biến áp xung ha. Thì đây cái cách sửa cũng tương tự như cái mạch đèn huỳnh quang mét 2 nha các bạn. Thì các bạn kiểm tra cho mình á, cũng có 4 con diode ngõ vào. Đồng thời á, là các bạn kiểm tra hai con chanh to này nè, hai con chanh to công suất á, một á là nó bị chết hai con, hai là bị đứt một con thôi nha các bạn. Hư con nào các bạn thay vô. Đồng thời những cái con mà linh kiện dán á, là mới có tụ chở nè, mấy con điện chở này các bạn kiểm tra nha, coi con nào bị cháy á, các bạn thay vô. Chứ nhiều khi các bạn thay tưởng là các bạn thay cái con chan to này á, mà các bạn không quan tâm đến điện chở thì mạch cũng không hoạt động nha các bạn. Nhiều khi điện chở này bị cháy đứt á, đứt chân nó không phân cực được cho con chan to này, nên mạch nó, cho dù các bạn thay con mới mà các bạn không thay mấy điện chở này, kiểm tra đến mấy điện chở này á, thì nó cũng bị hở mạch, đứt mạch ha, là mạch cái mạch này nó không hoạt động được. Rồi còn một vấn đề nữa, các bạn nhìn cái ba lát điện tử nè các bạn. Đây là cái ba lát điện tử dành cho cái đèn 1m2 ha. Cái công suất của nó là 18 đến 40W nha các bạn. Trường hợp mà những cái ba lát điện tử này á mà nó bị hư, cái đèn của mình là mình nói là cái đèn của mình vẫn ok nha các bạn, vẫn còn sáng ha. Thì các bạn có thể dùng mấy cái nguồn của cái đèn mấy cái đèn chữ U, đèn 4U á, đèn con mắt á, hoặc là những cái đèn này cái công suất tương đương, các bạn thay vô đèn mét 2 này chắc chắn nó vẫn sáng nha các bạn. Các bạn không cần phải mua mấy cái loại ba lát điện tử, mà các bạn chỉ cần tận dụng lại mấy cái ba lát điện tử của mấy cái đèn hư á, các bạn sàn qua nó vẫn thắp sáng cái đèn dài 1m2 này. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.